Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi làm tiếp theo phần số 9 và tiếp theo chương số 13 của cuốn sách là Dấu giày Vatican trên quê hương tôi của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang như thế này. Một vài tội danh tiêu biểu của giáo hội La Mã. Tiếp theo chương số 12. Tội danh số 15: tạo cơ hội cho các tu sĩ trong hệ thống quyền lực trong Kitô giáo thỏa mãn ham muốn xác thịt. Giáo hội dung dưỡng và bao che cho bọn quạ đen đã dụ dỗ, hãm hiếp hay phá nát cuộc đời trong trắng của các nữ tu sĩ, các nữ tín đồ và các trẻ em vị thành niên để giải thoát vấn đề tù hãm về sinh lý. Việc bao che như thế là để khích lệ chúng hăng say ở lại làm tay sai đắc lực cho giáo hội. Vì bị Tòa Thánh Vatican ra lệnh cho các giám mục cai quản các giáo phận tại các quốc gia địa phương không được báo cáo cho các cơ quan cảnh sát của chính quyền thế tục địa phương biết gì về hành động tội ác hãm hiếp các trẻ em, vị thành niên, nữ tu và nữ tín đồ của bọn dâm tặc áo đen này. Vì thế mà không ai biết rõ con số nạn nhân của bọn HI dâm tặc này là bao nhiêu. Tuy nhiên, cuối cùng con số nạn nhân bị các đại diện Chúa hay bọn HI dâm tặc hãm hiếp cũng bị phơi bày ra trước ánh sáng công luận. Theo bản tin có tựa đề là Tòa Thánh phê bình Ủy ban Liên Hiệp Quốc về các quyền trẻ em do Linh Mục Trần Đức Anh OB chuyển ý ngày 5 tháng 2 năm 2014 thì có tới 40 triệu nạn nhân bị các con quỷ dâm tặc áo đen này hãm hiếp. Con số nạn nhân bị các ngài Chúa thứ hai hãm hiếp quả thật là vô cùng khủng khiếp. Dưới đây là đoạn văn trong tài liệu lịch sử này. Ngoặc kép: vì thế chúng tôi phải tiếp tục trình bày giải thích về các lập trường của Tòa Thánh, trả lời cho những câu hỏi còn tồn động. Làm sao để mục tiêu cơ bản mà người ta muốn đạt tới là sự bảo vệ trẻ em có thể đạt được? Người ta nói là có 40 triệu vụ lạm dụng trẻ em trên thế giới. Rất tiếc là một số trường hợp ấy tuy là với tỷ lệ rất nhỏ so với những gì xảy ra trên thế giới. Cũng liên hệ với những người của giáo hội, và giáo hội đã trả lời và đã phản ứng và tiếp tục làm như thế. Chúng ta phải nhấn mạnh về chính sách minh bạch này không dung thứ sự lạm dụng. Vì dù chỉ có một vụ lạm dụng trẻ em mà thôi thì cũng là một điều quá nhiều rồi. Xin đọc thêm bài viết ITCCS tuyên bố giáo hội Cato Roma là một tổ chức tội phạm quốc tế do tác giả Lý Thái tổng hợp. Bài viết này có thể đọc online ở trên sách hiếm. Theo sách Công giáo trên bờ vực thẳm, tổng số các hồng y, tổng giám mục và linh mục có vào khoảng gần một nửa triệu người. Sách này viết, giáo hoàng là đầu não của cả một hệ thống giáo sĩ đông đảo gồm 400.000 hồng y và giám mục. Đội ngũ quản lý hay cán bộ thừa hành cấp dưới là các linh mục lên tới số 400.000 người. Căn cứ vào các dữ kiện trên đây, chúng ta có thể suy ra để biết rõ mỗi một linh mục hay giáo phẩm của giáo hội La Mã đã hãm hiếp bao nhiêu nạn nhân bằng cách đem con số 4 triệu chia cho con số 400.000. Kết quả 40 triệu 400 chia cho 400.000 bằng ra 100 nạn nhân. Như vậy, trung bình là mỗi một tu sĩ Kitô của giáo hội La Mã đã hãm hiếp khoảng 100 nạn nhân gồm các trẻ em, vị thành niên, nữ tu và nữ tín đồ. Tình trạng này quả thật là hết sức khủng khiếp. Đến đây, người viết lại nhớ tới mấy đoạn văn trong sách Vicat of Church với nguyên văn như sau. Trong thế kỷ 19, nhiều tu viện là những xào huyệt của những người đồng tình luyến ái. Nhiều nữ tu viện là những ổ điếm, nhà thổ, nơi mà những trẻ sơ sinh đều bị giết rồi đem chôn ở ngay trong đó. Các sử gia nói rằng, từ khi đế quốc La Mã sụp đổ, Tây Phương không giết các trẻ sơ sinh nhiều như vậy. Ngoại trừ ở trong các nữ tu viện, hội nghị nhóm họp ở Akla Chapel
vào năm 836 đã công khai thú nhận điều này. Về phần các ông tu sĩ Gia Tô thèm khát làm tình, giải quyết vấn đề sinh lý, họ thường bị tố cáo về tội ác loạn luân, đến nỗi rằng họ bị cấm không được ở cùng nhà với mẹ, cô hay gì và chị em gái của họ. Những trẻ sơ sinh do hậu quả của các vụ loạn luân thường bị chính các ông tu sĩ giết chết. Con số này rất nhiều và đã được một vị giám mục người Pháp ghi vào hồ sơ tài liệu. Một bản thống kê cho biết một xứ có 900.000 dân mà có tới 3.000 tu sĩ, và cứ 2 trong năm, nghĩa là 40% đứa con hoang là con của các ông tu sĩ. Đoạn văn chót trên đây cho chúng ta biết cứ 2 trong năm là 40% đứa con hoang là con của các ông tu sĩ. Không biết tại sao sử gia Peter de Roth lại gọi những đứa trẻ này là con hoang. Người viết thiết nghĩ rằng phải nên gọi chúng nó là những đứa con của các ngài mang chức thánh, hay là những ông thánh con của giáo hội La Mã. Nói theo ngôn ngữ của bà Hồ Xuân Hương thì ông thánh con này chính là những đàn cá thòng rồng của các ngài mang chức thánh, mang đến thả vào những cái giếng thánh tăng của nữ tín đồ Cato. Theo các tài liệu trên đây và căn cứ vào tỷ lệ 2 trong 5 đứa con hoang, dĩ nhiên là trong giáo xứ Cato mà thôi, là những đứa con của các ngài mang chức thánh. Xin các ông bà con chiên người Việt dựa vào tỷ lệ này để làm tin là con tính, xem trong giáo xứ của quý vị xem tỷ lệ này đúng hay sai. Nếu sai thì tỷ lệ này cao hơn hay thấp hơn là bao nhiêu? Mong được tiếp nhận lời giải đáp của quý vị. Về vấn đề bọn dâm tặc áo đen hãm hiếp các trẻ em, vị thành niên, nữ tu và nữ tín đồ cũng đã được chúng tôi trình bày đầy đủ trong các chương 15, 16, 17, mục mà thứ 6, phần thứ 2 ở trên. Sách lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã, các chương sách này đều có thể đọc online trên sách hiếm. Rồi gần đây, ngày 5 tháng 2 năm 2014, Ủy ban Nhân dân quyền Liên Hiệp Quốc mới công bố một bản văn, trong đó có một đoạn nói với nguyên văn như sau: Vatican đã nuôi dưỡng một cách có hệ thống những chính sách cho phép các linh mục hiếp dâm và quấy nhiễu tình dục hàng chục ngàn ấu nhi trong nhiều thập niên. Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đòi hỏi giáo triều Vatican phải công bố các hồ sơ về những người phạm tội ấu dâm và về các giám mục đã che giấu các tội phạm của họ. Viên chức điều họp tiếng nói của giáo hội Cato, một nhóm biện minh cho giáo hội là ông Alten Inverest. Trong gần 2.000 năm qua, các giáo hoàng cũng như tất cả các hồng y, tổng giám mục và linh mục đều gần như công khai sống đời hoang đàn, phóng đảng, loạn luân, dâm loạn, còn tệ hơn là cả những tên bạo chúa hôn quân trong các triều đại suy đồi trong thời chiến quốc ở Trung Hoa. Nhưng bề ngoài thì những tên tu sĩ dâm tặc này luôn tỏ ra gương mặt thánh thiện, đạo đức. Những hành động tội ác ghê tởm này của chúng đều được các sách sử ghi lại đầy đủ và rõ ràng. Sách Babylon, Mystery, Religion dành hẳn chương 12 với tựa đề là Babylon, Amoralion. Trong đó tác giả kể ra những màn kịch của hơn 20 giáo hoàng. Đức Thánh Cha đại diện Chúa Kitô sống đời tội ác như vậy, rồi thanh toán lẫn nhau bằng những thủ đoạn vô cùng dã man và cực kỳ kinh khủng mà tác giả cuốn sách này cho là kinh khủng độc nhất vô nhị trong lịch sử loài người. Xin mời quý vị theo dõi những sự kiện này qua các tài liệu và sách sử với những đoạn văn như sau. Thêm vào những bằng chứng hiển nhiên cho chúng ta thấy rằng nhân cách và đức độ của rất nhiều công giáo, những rất nhiều ông giáo hoàng không xứng đáng được gọi là giáo hoàng. Một số các ông giáo hoàng có những hành động hữu hóa, sa đọa, đê tiện và bị ổi đến nỗi ngay cả những người ngoại đạo cũng cảm thấy xấu hổ cho các ngài. Các ông giáo hoàng thường hay phạm những tội ác như ngoại tình, làm tình một cách bất thường với đàn ông, bánh thánh, bán thánh, hiếp dâm, giết người và say sưa túy lý. Những người thường cao rao là Đức Thánh Cha, là đại diện của Chúa Kitô, là giám mục của các ông giám mục,
mà lại mang đầy những tội ác như vậy, nghe ra thật là rùng mình. Những ai đã thấu hiểu lịch sử của chế độ giáo hoàng và giáo hội La Mã đều biết rõ hơn ai hết rằng không phải tất cả các ông giáo hoàng đều thánh thiện cả. Sách Vicar of Church cũng viết: tình trạng nam nữ chung chạ bừa bãi lan tràn trong khắp các nam và nữ tu viện. Ivo Charter năm 1040-1115 cho biết toàn thể các nữ tu viện chỉ là những nữ tù nhân mang danh là các dì phước mà thôi. Họ thường là những đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi và thực sự đã trở thành những cô gái điếm. Trong thế kỷ thứ 9, nhiều tu viện là những sào huyệt của những người đồng tình luyến ái. Nhiều nữ tu viện là những ổ điếm, nhà thổ, nơi mà những trẻ sơ sinh đều bị giết rồi đem chôn ở ngay trong đó. Các sử gia nói rằng từ khi đế quốc La Mã sụp đổ, Tây Phương không giết các trẻ sơ sinh nhiều như vậy, ngoại trừ ở trong các nữ tu viện hội nghị nhóm họp ở Akla Chapel vào năm 836 đã công khai thú nhận điều này. Về phần các ông tu sĩ Gia Tô thèm khát làm tình giải quyết vấn đề sinh lý, họ thường bị tố cáo về tội ác loạn luân, đến nỗi rằng họ bị cấm không được ở cùng với nhà mẹ, cô hay gì và chị em gái của họ. Những trẻ sơ sinh do hậu quả của các vụ loạn luân thường bị chính các ông tu sĩ giết chết. Con số này rất nhiều và đã được một vị giám mục người Pháp ghi vào hồ sơ tài liệu. Sách The Dissolution and Fall of the Roman Church cũng viết: một năm sau đó, giáo hoàng Gabitus thứ hai 946-955 qua đời vào mùa thu năm 955, và một tháng sau, ngày 16 tháng 12, cậu bé Octavian được đưa lên làm giáo hoàng để lấy hiệu là John 12. Giáo hoàng John 12 955-963 là thời kỳ mà tình trạng bê bối thối tha trong giáo triều Vatican xuống tới mức tồi tệ nhất. Tồi tệ nhất so với thời điểm này, vì về sau có nhiều giáo hoàng khác còn ghê gớm hơn John 12 cả ngàn lần. Trở thành giáo hoàng rồi, John 12 cũng không chịu thay đổi nếp sống phóng đãng của hắn. Suốt ngày đêm hắn chỉ biết ăn uống linh đình, hoang phí, vui chơi nơi làm tiệc, nơi bàn tiệc cùng săn bắn và miệt mài trong các cuộc truy hoan. Dinh của giáo hoàng trở thành nơi cho đủ mọi loại bọn gái điếm lui tới. Những hành động hãm hiếp các nữ tu, nữ tín đồ và các trẻ em vị thành niên. Vấn đề này đã được chúng tôi trình bày đầy đủ trong tiểu mục tội danh số 16 ở trên. Thói đời, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, và ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Thử hỏi, với tình trạng bị nhào nặng qua chính sách ngu dân, thâm độc và sống trong môi trường môi sinh giữa những phường đạo đức giả đầy mình chưa đủ mọi thứ tội ác, trời không dung, đất không tha như vậy, mà lại là những đấng bề trên nắm giữ những quyền lực quyết định phúc lợi trong cuộc đời của họ, thì làm sao tín đồ Cato không bắt chước và trở thành hạng người mất hết nhân tính, mất hết liêm sĩ và hung hãn để bảo vệ giáo hội bất chấp quyền lợi quốc gia dân tộc. Những người theo dõi các vụ nổi loạn của các vị chủ chăn ở nhà thờ khắp nơi trên đất nước sẽ nhìn thấy thái độ hung hãn của các giáo dân. Linh mục Nguyễn Văn Lý quậy phá một thời gian, thành lập mà khói 4806 cùng với một số người biên soạn nhiều tài liệu có nội dung chống lại chính quyền và kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội vào năm 2007. Các linh mục trong giáo phận của giám mục Nguyễn Thái Hợp biểu tình phản đối trong công ty Formosa và kích động phản đối việc cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng. Linh mục Nguyễn Đình Thục, đặng hữu nam, giáo sứ Sông Ngọc, Quỳnh Lưu thuộc giáo phận Vinh xua giáo dân ra biểu tình chặn quốc lộ với lý do bảo vệ môi trường biển trong vụ chống Formosa. Họ lập ra 6 hàng rào xi măng như kiểu lập ra một khu tự trị Sông Ngọc, có người của nhà thờ đứng canh, không có một người bên ngoài như từ Hà Nội có thể vào được. Một nhân chứng kể lại, em và một người bạn đứng quay phim từ xa cảnh nhà thờ và nhà nguyện lấn vào dòng sông.
cản trở dòng chảy. Vì giáo dân chỉ trỏ mặt vào, chỉ trỏ mặt vào mặt chúng em với thái độ rất hung hăng. Có hơn chục tên trong nhà thờ sẵn sàng cầm gậy gộc và bọn em phải chạy. Có video. Năm 2017, giáo dân tràn vào Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà, đập phá tanh bành, giật tờ, giật cờ Tổ quốc xuống, đập một anh cán bộ ngất xỉu và không cho người ta chở đi cấp cứu. Có hình ảnh người biểu tình Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh biểu tình và tràn vào chiếm Ủy ban Nhân dân huyện Hà Tĩnh trong vài giờ đồng hồ vào sáng ngày 3 tháng 4 năm 2017. Tội danh số 16, thi hành chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ để phục vụ cho giáo triều. Nói đưa hình lên chứ để nó nói nó không có bằng chứng đấy. Chuyện này các nước đều biết, đâu phải một mình chính sách này nói đâu. Tội danh số 16, thi hành chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ để phục vụ cho giáo triều. Có như thế giáo hội mới có thể bao che các hành động tội lỗi của họ. Do đó các biện pháp dưới đây đã được thực hiện. Một, mục đích của giáo hội là kiềm hãm nhân dân dưới quyền mãi mãi ở trong tình trạng ngu dốt, hay ít nhất sẽ trở thành hạng người vong thân, vong bản, phản quốc. Có thể nói cả nước Việt Nam đều biết tên linh mục Hoàng Quỳnh đã lớn tiếng dạy bảo giáo dân rằng thà mất nước chứ không thà mất Chúa. Trong chính sách ngu dân như vậy, giáo hội La Mã còn đặt ra những danh từ nghe rất đạo đức. Như nghiên cứu kỹ, người ta sẽ ngạc nhiên về những định nghĩa vô cùng độc đoán như sau: lương tâm công giáo, hoàn toàn khác với quan điểm ngoài xã hội. Xin nghe quan điểm lương tâm của giáo hội qua định nghĩa của linh mục Nguyễn Hữu Thi trong bài viết Lương tâm theo quan điểm của giáo hội công giáo trên trang nhà Trung tâm Học vấn Đa Minh như sau: lương tâm là phản ảnh thánh ý Thiên Chúa, lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa, và lương tâm chịu sự điều và chi phối của Thiên Chúa. Nguồn mạnh của chân thiện mỹ tuyệt đối chứ không phải của con người. Tội là không làm theo lương tâm công giáo. Như trên, giáo hội La Mã định nghĩa tội cũng khác người. Tội là xúc phạm đến giáo hội La Mã hay giáo triều Vatican. Sự kiện này được tác giả Stephen nói rõ ràng trong bài viết về tội với nguyên văn như sau: tội là hành vi khước từ luật của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Tội là hành vi xúc phạm đến Thiên Chúa và tội trọng là xa lìa và đánh mất ân sủng. 2. Dùng danh xưng để tạo ra giai cấp hạ phẩm, hạ phẩm giá tín đồ và nâng địa vị các giáo phẩm. Giáo hội gọi tín đồ bằng con chiên để hiểu như là cừu non, một giống thú ngu nhất trong loài thú ăn cỏ. Xác định cái nghĩa vụ hay việc làm của tín đồ Cato làm tôi tớ hàng bọn cho giáo hội La Mã hay giáo triều Vatican. Ngược lại, họ cũng muốn khơi động và nuôi dưỡng lòng tham lam, ích kỷ, háo danh và thèm khát quyền lực của giáo dân bằng những miếng mồi vật chất, danh vọng và quyền lực. Những người tham lam sẽ chạy theo cam tâm làm con thiêu thân, lao vào vực thẳm tội ác của giáo triều Vatican chủ mưu khi phục vụ mưu đồ thống trị toàn cầu và nô lệ hóa nhân loại của giáo hội chống lại những người khác tôn giáo. Các giáo dân đã quay lưng lại với dân tộc, phản lại giống nòi, phản lại Tổ quốc. Xin nói thêm rằng con chiên còn gọi là con, tiếng Pháp còn gọi là con chó. Chó thì nó có 2-3 loại: chó nhà, chó kiển và chó để nuôi chăn cừu và là để mà đấu, cũng như là chó mà chó như chó Đức thì dùng đó để mà đi bắt cướp, chó như chó Bạc Rê thì của Mỹ thì huấn luyện làm để săn bắt cướp tội phạm, cũng như là Việt Nam cũng đào tạo rất là nhiều các loại chó. Cho nên linh mục đào tạo chó ra để cho nó có những cái con chó hung hăng để mà chống lại chính quyền cũng như chống lại đất nước, dân tộc. Tiếp theo, hồi số 3, nêu những gương xấu trong Cựu Ước và Tân Ước để giáo dân làm quen với những hành động bất lương, phi luân, bất chính, bất nhân, bất nghĩa, tham tàn, gian ác và cực kỳ man rợ khi phục vụ cho tôn giáo.
Khi nghe những chuyện tồi bại đó, giáo dân không nghĩ đó là tội, vì những nhân vật trong Kinh Thánh đều được xem như là thánh rồi. Giả tâm trong những hành động này của giáo triều Vatican là ngầm khích lệ và xúi dục quả đen cử việc tự do tha hồ hành dâm khi có thể dụ dỗ các con mồi. Cũng chính là các thanh niên hay thanh nữ giáo dân nạn nhân, nếu bị phơi bày ra trước ánh sáng công luận thì các viên chức cấp cao hơn trong giáo hội La Mã tìm cách bao che và bảo vệ. Đó là hết chương số 13. Tới chương số 14 là các tội liên quan đến thánh của giáo hội La Mã. Tội danh số 17: bán thánh, sản xuất thánh, bán thánh tích giả và bán tước hiệu thánh. Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày 4 tiểu mục trong phần này. A. Bán thánh. Bán thánh là một đặc ngữ để nói về một nghiệp vụ kinh tài, thần sầu quỷ khóc trong đạo Cato hay giáo hội La Mã. Đặc ngữ này khởi xuất từ giáo triều Vatican và được sách sử viết ra bằng tiếng Anh gọi là simony. Dịch vụ kinh tài siêu lưu manh này bao gồm cả dịch vụ sản xuất, một loại sản xuất cực kỳ quái đản để bán cho một mà loại khách hàng, đặc biệt là bọn chủ chăn và con chiên trong xã hội Kitô, để lấy tiền sống đời hoang đàn đĩ điếm của bọn đầu nậu trong cái tôn giáo ác ôn này. Dưới đây là mấy cái sản phẩm quái đản mà chỉ có Kitô giáo mới có. 1. Cấp giấy phép cho một viên chức của giáo hội được kiêm nhiệm nhiều chức vụ trong một vài giáo phận khác. Và 2. Cấp giấy phép cho một viên chức kiêm nhiệm nhiều chức vụ được phép vắng mặt ở các nhiệm sở kiêm nhiệm vì cùng một lúc đương sự chỉ có thể có mặt lại một nhiệm sở và không thể có mặt ở các nhiệm sở khác. Được phép kiêm nhiệm nghiệp vụ bán thánh simony như vậy được sách sử ghi lại rõ ràng và đầy đủ. Sách Men and Nati Nation Work History ghi nhận như sau: bán thánh có nghĩa là mua và bán những chức vụ trong giáo hội, một việc làm rất là phổ quát và thông dụng trong thời phong kiến. Người mua chức vụ cho giáo hội bán ra với hy vọng sẽ kiếm tiền bù lại từ lợi tức của giáo hội chu cấp hay bằng cách tính tiền các lễ phí khi họ hành lễ. 2. Sách The Story of Monkey cho biết rõ một số người nhờ những tội ác khác rất thông thường có liên hệ đến tội ác bán thánh và liên hệ với nhau mà giáo triều Vatican coi như là một chính sách để củng cố quyền lực và cũng là phương cách moi tiền của tín đồ một cách hết sức siêu việt. Nói về tội ác bán thánh hay simony, sách Story of Monkey viết: thứ nhất, 6 tội ác thông thường này là gia đình trị, dành riêng cho các chức vụ trong giáo hội cho bà con. Việc làm này làm cho gia đình những người cầm quyền trong giáo hội La Mã càng trở nên giàu có và làm cho giáo hội yên trí tin rằng những người mua những chức vụ như vậy sẽ trung thành với giáo hội. Thứ hai, cho một người có thể nắm giữ nhiều chức vụ cùng một lúc. Như vậy có nghĩa là người đó phải nắm giữ hay 2 hay 3 hoặc 4 chức vụ thuộc các cơ quan khác nhau. Tất nhiên là không thể nào cùng một lúc người đó lại có thể có mặt ở 2 hay 3 hoặc 4 cơ quan khác nhau được. Vì thế mà giáo hội phải hợp thức hóa sự vắng mặt của họ, tức là cấp giấy miễn trừ cho họ ở các sở làm khác. Thứ ba, sự được phép miễn trừ này phải do chính Tòa Thánh Vatican ban cấp với một khoản tiền lễ phí. Làm như vậy là làm tăng thêm tệ trạng gia đình trị và tăng thêm tệ nạn cho một mà tệ trạng một người kiêm nhiệm nhiều chức vụ. Thứ tư, việc cho phép một người kiêm nhiệm nhiều chức vụ tạo nên sự vắng mặt thường xuyên của các viên chức ở các chức vụ khác khi người đó có mặt ở một trong các nhiệm sở họ kiêm nhiệm. Vì rằng như đã nói ở trên, một người không thể nào cùng một lúc mà có thể có mặt tại 2 hoặc 3 hoặc 4 quan tọa lạc ở các những nơi khác nhau. Như vậy, nhiều giáo phận không có giám mục cư trú
và nhiều giáo khu không có linh mục ở ngay tại chỗ. Thứ năm, những lạm dụng về tiền bạc rất thường xuyên và trầm trọng. Giá cả được gắn liền với những sự miễn trừ cho các vị chức sắc vắng mặt tại nhiệm sở. Lệ phí thường thường được tính vào các lễ vụ và được thương lượng giá cả, về việc này quả thật là sắc mùi buôn thần bản thánh. Thứ sáu, sự ngu dốt rất là phổ biến trong giới tu sĩ. Nói ra rõ hơn, phần lớn các ông tu sĩ đều là những người ngu dốt, đặc biệt là các ông linh mục ở các giáo xứ. Họ hiểu biết rất ít hay không được huấn luyện về giáo lý hay thần học. Ngoài những tội ác trên đây, còn phải nói đến sự bất mãn rất phổ quát trong đại khối nhân dân đối với chủ thuyết thần học Kitô và đối với người đời, đối với đời tư của giới tu sĩ. Thời Phục Hưng đã khơi động cho giới trí thức mối hoài nghi đối với giáo hội và giới tu sĩ gia tô. Những sự kiện lịch sử được hai tài liệu trên đây trình bày cho thấy rõ ràng là tội ác sinh ra tội ác. Một khi đã phạm tội A thì sẽ phạm tội B, và tội B sẽ sinh ra tộc C, và sinh ra tội C, và cứ thế mà sinh ra nhiều tội ác khác. B bị đặt ra lò luyện ngục và bán thánh tích giả. Như đã nói ở trên, tội ác sinh để ra tội ác. Theo thời gian, nghiệp vụ kinh tài bán thánh Simoni được giáo triều Vatican khởi xướng khai triển mở rộng thêm những dịch vụ kinh tài khác như A nhỏ, sản xuất và bán thánh tích giả. B nhỏ, sản xuất và bán giấy phép, giấy giảm tội và xá tội. C sản xuất thánh hay phong thánh. Và D ban tước hiệu thánh. Riêng về nghiệp vụ kinh tài bằng thủ đoạn bị đặt ra lò luyện ngục và bán thánh tích giả đã giúp cho giáo hội La Mã thu góp được rất nhiều khoản tiền vô cùng lớn. Học giả Cha Lê Nguyễn khi là ghi lại công cuốn Công giáo trên bờ vực thẳm như sau: Kinh cầu hồn và ngày lễ các linh hồn xuất hiện do sự phát minh ra lò luyện ngục của giáo hoàng Roderick năm 590 đến 604 vào năm 600. Năm 1459, cộng đồng Florence Pháp đã biến phát minh này thành tín điều hiện hành buộc tín đồ phải tin. Nhờ có tín điều này, giáo hội Công giáo đã trở thành giáo hội giàu nhất thế giới, do tiền của giáo dân nộp cho các cha cố nhà thờ để xin lễ cầu hồn cho các nhân thân quá cố. Ngoài ra, trong thời Trung Cổ, Vatican còn tổ chức nhiều đại lý ở khắp nơi để rao bán ơn xá, ơn toàn xá của tòa thánh, đã thu về cho Rome những nguồn tài sản kết xù gồm đủ thứ vàng bạc, nữ trang và báu vật. Nhờ vào những nguồn lợi lớn lao này, giáo hoàng và tu sĩ cao cấp ở Vatican đã có một lối sống hết sức xa hoa, tội lỗi. Quả thật, sự phát minh bị đặt ra nơi luyện ngục của giáo hoàng Rốt thứ nhất năm 590-604. Tiếp theo là các lễ cầu hồn đã biến núi sọ ở Gotama của Chúa thành núi vàng của giáo hội Công giáo La Mã. Cũng trong cuốn sách này, nơi các trang 114-116, tác giả viết: Cách làm tiền của Vatican. Tiếp theo, quyền lực và là tiền. Tiền là mối quan tâm hàng đầu của Vatican, và giành quyền là để chiếm độc quyền làm tiền. Các bộ óc siêu đẳng về tài chính được sử dụng tìm đủ mọi cách để làm giàu. Bán các chức thánh, bán ơn đại xá tòa thánh, ơn tha tội cho người chết trong lễ cầu hồn, có tổ chức hành hương, tổ chức năm thánh, bán thánh tích vân vân. Trong năm thánh 1300, tiền bán ơn tha tội cho người chết gồm cả tiền mặt và vàng bạc, nữ trang nhiều đến nỗi tòa thánh phải cho các tu sĩ dùng cào để mà cào thành đống, là tại đền thánh Phêrô. Thế kỷ 13 được coi là thế kỷ sáng chói của tòa thánh về phương diện tài chính. Tòa thánh sản xuất nhiều thánh tích giả để đem bán đấu giá, thậm chí có cả chiếc răng sữa và miếng da quy đầu của Chúa Giêsu. Tất cả cái tà lót và bình sữa Đức Mẹ
dùng nuôi chúa lúc nhỏ. Tổng số dinh, tổng số đinh và gỗ thu lượm tại Jerusalem được bán cho là gỗ của thập giá và đinh đóng vào tay chân chúa, nhiều đến nỗi có thể dùng đóng một chiến hạm. Từ ngày Công Tân Tin lập ra đạo Công giáo, giáo hội đã mau chóng trở thành giàu có ngoài sức tưởng tượng. Thời Trung Cổ, giáo hội là sở hữu chủ các thành phố tại Âu Châu. Tất cả các quốc gia Công giáo đều buộc dân chúng phải nộp thuế cho tòa thánh. Năm 1170, giáo hoàng Alexander thứ hai lập ra đạo luật buộc mọi khế ước di chúc phải được tu sĩ thị thực và thu lệ phí mới có giá trị. Sách Công giáo và huyền thoại viết: Giáo hội Công giáo La Mã chẳng những là một tổ chức tội ác vô tiền khoáng hậu với quy mô rộng lớn khắp thế giới, mà đã còn là một trung tâm sản xuất đồ giả lớn nhất thế giới để thu lợi. Đồ giả phổ biến nhất của tòa thánh là các thánh tích. Chúng lấy răng chó con hay răng súc vật đem bán và nói đó là những chiếc răng sữa của Chúa Giêsu. Lấy mảnh da loài vật để làm giả miếng da cắt được từ lỗ rốn của ngôi hai Thiên Chúa, hoặc là miếng da cắt từ đầu chim của Ngài khi cha mẹ đưa Ngài đến đền thánh chịu phép cắt bì. Chúa chỉ chịu phép cắt bì một lần duy nhất, nhưng tòa thánh có tới 3 miếng da quy đầu của Ngài. Chúa cũng chỉ bị đóng đinh trên thập giá một lần duy nhất với một cây thập giá duy nhất làm bằng 2 khúc gỗ và 3 cái đinh. Nhưng tổng số gỗ và đinh mà Vatican đem bán làm bằng cớ về ơn Chúa chuộc thiêng liêng vô cùng của Chúa, nếu thâu gom lại có thể đóng được một chiếc tàu lớn để vượt Thái Bình Dương. Sách The Link and Fall of the Roman Church nói về phương cách mà giáo triều Vatican và bọn cán bộ tay sai khai thác huyền thoại là luyện ngục để làm tiền như sau. 4 năm trước, giáo hoàng Leo thứ 10 năm 1513 năm 1521 thương thuyết với ông hoàng Albert và đạt được thỏa hiệp rất tinh vi và phức tạp, nhưng cả hai bên đều có lợi. Theo thỏa hiệp này, ông hoàng Albert được kiêm nhiệm 3 chức giám mục cai quản 3 giáo khu Manger, Manderbund và Hamburg. Thực ra đây là một việc làm bất lương, bất chính và bất hợp pháp, vì một người cai quản cả 3 giáo khu là vi phạm giáo luật và là một trọng tội. Nhưng giáo hoàng Leo thứ 10 cho phép làm như vậy để ông nhận được một khoản tiền 21.000 ducat. Về việc ban cấp cho ông hoàng Albert được cai quản cả 3 giáo khu này là một khoản tiền khác nữa là 20.000 ducat. Về việc để cho ông hoàng Albert được tiếp tục cai quản 3 giáo khu này một cách bất hợp pháp, dĩ nhiên là ông hoàng Albert đã cho giáo hoàng Leo biết là ông ta không có tiền, nhưng có thể vay số tiền này của nhà ngân hàng Jacob Fugger. Giáo hoàng Leo phải cho phép ông hoàng Albert bán một món hàng đặc biệt là giấy xá tội trong cả 3 giáo khu để ông lấy tiền trả nợ cho nhà ngân hàng Fugger. Giá bán giấy xá tội từ một nửa tiền vàng florin cho người rất nghèo tới 3 tiền vàng florin cho các ông thầy tu khất thực, 5 tiền vàng florin cho các ông tiến sĩ hay bác sĩ, và cao hơn nữa tới 25 tiền vàng florin cho những người trong giới quý tộc và hoàng gia, để làm cho tư thế của ông có thêm uy tín như là một nguồn tình thương yêu đối với linh hồn tín đồ đang chịu đau khổ trong lò luyện ngục. Ông hoàng Albert phải có một cái gì đặc biệt, đó là công trình sưu tầm các thánh tích của ông. Dĩ nhiên tất cả là đồ giả. Một đạm cỏ khô nói là lấy từ mang cỏ đêm Giáng sinh đầu tiên khi Chúa hài đồng mới chào đời. 4 sợi tóc và 14 miếng vải
quần áo của Đức Bà Đồng Trinh, một sợi râu của ông Giêsu và một cái đinh lấy từ thánh giá đóng ghim ông Giêsu lúc bị hành hình, và khoảng 19.093 mảnh xương. Các thánh và những người tử đạo, bất kỳ người nào từ ông hoàng cho đến những người bần cùng, nếu trả tiền vào cửa để sùng kính những thánh tích này thì có thể làm giảm thời gian bị giam cầm ở trong nơi luyện ngục của những linh hồn, những người thân thương vào khoảng 1900 vào khoảng 1.902.202 đồng một năm và 270 ngày. C. Biến giáo triều Vatican thành xưởng sản xuất thánh vì không có đủ thánh tích thật. Giáo triều Vatican phải chế tạo thành những tích giả để bán cho bọn cừu non, con chiên cuồng. Vì ngu dốt, bọn cừu non tin rằng nếu làm chủ được một vài thánh tích thì sẽ được Chúa ban cho nhiều ân sủng, cho nên họ hè nhau mua sản phẩm hiếm hoi này. Vì thế mà kho chứa thánh tích của giáo triều Vatican luôn luôn ở vào tình trạng thiếu hụt, không có đủ ban thánh tích cung ứng cho nhu cầu tiêu thụ của bọn cừu non. Tình trạng khan hiếm như thế khiến cho giáo triều Vatican phải phát óc nghĩ mãi, nghĩ ra một phương cách nào đó để giải quyết vấn đề này. Chẳng bao lâu, giáo triều Vatican đã tìm ra được cái sách nhất cử tam tứ tiện cho vấn đề này. Đó là cái sách phong thánh cho bọn cừu non cuồng đạo ngu dốt đã bị các chính quyền bản địa xử tử vì can tội phản quốc bán nước cho Vatican, mà họ gọi là những người tử đạo. Kể từ đó, không biết rõ từ thời điểm nào, giáo triều Vatican phong thánh rất hào phóng cho những tên cừu non cuồng đạo đã bị nhân dân hay chính quyền bản xứ bản địa xử tử vì đã nghe lời xúi dục của Vatican chống lại chính quyền bản địa của họ. Trường hợp 117 tội đồ chống lại dân tộc và chính quyền Việt Nam được phong thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988, cũng là nằm trong kế hoạch kinh tài này của giáo triều Vatican. Chính vì thế mà Hồng Y Silvio Oddi phải than phiền, và Vatican đã trở thành một cái xưởng chế tạo ra các ông thánh. Thiết lập thêm nghiệp vụ bán tước hiệu thánh cho các cộng đồng cừu non. Được biết từ mấy năm nay, các cộng đồng con chiên người Việt ở hải ngoại cũng như ở trong nước đang tiến hành những chiến dịch gây quỹ, lấy tiền chạy chọt, đút lót và dâng nộp cho giáo triều Vatican để được cho ban cho tước hiệu thánh mà họ gọi là phong thánh. Cho nên quả đen phản quốc Trương Bửu Diệp ngày 1 tháng 1 năm 1897, mất ngày 12 tháng 3 năm 1946. Một tội đồ của dân tộc đã bị chính quyền kháng chiến Việt Minh túm cổ và xử tử, cho về với nước Chúa của nó vào ngày 12 tháng 3 năm 1946 vì tội làm tay sai cho Liên minh giặc Pháp Vatican. Đó là hết chương số 15, số 14. Xin làm tiếp theo chương 15 luôn đi. Một vài tội danh tiêu biểu của giáo hội La Mã. Tiếp theo chương 14. Tội danh số 18: bị đặt những chuyện Đức Mẹ hiện ra với những phép lạ để kinh tài. Tìm hiểu những khu rừng tín lý do giáo hội La Mã bịa đặt ra từ khi hội nghị Nicea khởi nhóm vào ngày 20 tháng 5 năm 235. Chúng tôi thấy rằng càng về sau, giáo hội La Mã càng có kinh nghiệm sáng chế ra những quái chiêu để móc túi tín đồ một cách hết sức siêu việt. Một trong những quái chiêu này là bịa đặt ra chuyện Đức Mẹ hiện ra ở một nơi nào đó mà giáo hội tin rằng ở đó có vị trí hay hoàn cảnh thuận lợi cho việc thiết lập một trung tâm hành hương với mục đích kinh tài bằng thủ đoạn hết sức tinh vi, gồm những kế sách theo thứ tự như sau. Bước 1, dùng các nhà thờ làm những nơi phổ biến tín láo nói rằng Đức Mẹ thực sự đã hiện ra ở đó, kèm theo mấy lời quảng cáo láo với tín đồ rằng được hưởng rất nhiều ơn phước và phép lạ do Đức Mẹ ban cho, như nước thánh ở đó rất linh nghiệm, như cầu xin
những điều gì cũng sẽ được như ý. Bước 2, cho xây cất một ngôi nhà thờ với danh xưng Đức Mẹ cộng địa danh ở đó, thí dụ như Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Lourdes thứ vân vân. Thứ ba, bước 3, khi đã có nhiều tín đồ hành hương thì giáo phận hay họ đạo địa phương cho xây cất các cơ quan kinh tài, các quán ăn, các tiệm bánh, các đồ kỷ niệm, các hình ảnh nói về Đức Mẹ ở đó, những chai nước lã gọi là nước thánh, các đồ vật và là giả làm thánh tích, và các nhà ngủ hay khách sạn để cho khách hành hương từ xa đến có nơi ngủ qua đêm. Bước 4, phổ biến những bài viết thêu dệt về những phép lạ, những sự ban ơn chữa lành bệnh của Đức Mẹ ở trung tâm hành hương này. Tất cả các Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Lourdes, Đức Mẹ La Vang vân vân đều được tiến hành theo từng bước trong kế sách như trên. Tất cả các cơ sở trên đây hoặc là do tông giáo phận địa phương làm chủ và cho đấu thầu, hoặc là được bán cho các nhà doanh thương và đòi hỏi các chủ nhân các cơ sở này phải đóng góp cho giáo phận hàng tháng một khoản tiền theo giao kèo giữa người thuê và người thu chủ cho thuế nghiệp vụ khai thác nghề chuyển Đức Mẹ hiện ra. Như vậy đã mang lại cho giáo hội La Mã những khoản tiền ít xù. Song song với số tiền nộp về Vatican, các hàng giáo phẩm ở các giáo xứ địa phương sẽ được tăng số tín nhiệm để được phong chức làm hồng y. Con đường hoàng lộ mở rộng cho các quan chức giáo hội. Vì thế các viên chức phó vương, hồng y hay tổng giám mục hoặc giám mục cai quản về địa phận địa phương thường bị đặt ra chuyện Đức Mẹ hiện ra tại trong địa phương quản nhiệm của họ. May ra tin đồn lan rộng thành công, sách Công giáo trên bờ vực thẳm ghi nhận. Theo báo New West ra ngày 26 tháng 8 năm 1997 thì trong 19 thế kỷ qua, Vatican loan báo Đức Mẹ hiện ra chỉ có vài lần. Nhưng trong thế kỷ 20, Vatican cho biết có tới 400 lần Đức Mẹ hiện ra, hầu như tại khắp nơi trên thế giới. Trong cuốn sách này, tác giả viết: trong thế kỷ 20, Đức Mẹ hiện ra tới 400 lần tại nhiều quốc gia. Như vậy Đức Mẹ phải biết đủ các thứ tiếng trên thế giới. Tại La Vang vào năm 1798, dưới thời vua Cảnh Thịnh, hàng trăm giáo dân Huế và Quảng Trị đã vào đây lánh nạn cấm đạo trong khu rừng lá vàng này. Đức Mẹ chỉ hiện ra để nói vài điều chứ không có một chương trình nào cụ thể để cứu trợ cả. Đức Mẹ hứa từ nay về sau, bất cứ ai đến khấn cầu Mẹ tại nơi đây sẽ được Mẹ ban ơn phù trợ. Chắc ý của Mẹ là muốn La Vang sẽ trở thành trung tâm hành hương lớn tương tự như trung tâm hành hương của dòng tu đồng công tại Missouri. Cơ quan tuyên truyền chính yếu của dòng đồng công là Nguyệt Sang Trái Tim Đức Mẹ, PO Box 836, Cathac Mio 64836, Phone 417-358-8296 viết. Cũng theo báo cáo này, từ xưa đến nay Đức Mẹ đã hiện ra khắp nơi trên thế giới hơn 30.000 lần. Tội danh số 19, kinh tài bằng tổ chức các tội từ thiện. Đây là một quái chiêu kinh tài hết sức tinh vi, bằng cách đánh động lòng trắc ẩn của người đời để moi tiền đem về trang trải những chi phí cho cuộc sống hoang đàn phóng đãng của giai cấp tu sĩ của giáo hội. Một trong những cách kinh tài bằng các tổ chức từ thiện tiêu biểu của giáo hội La Mã là hoạt động của Mẹ Teresa. Bà xưa này toa rập với giáo hoàng John Paul II năm 1978 năm 2005 trong các dịch vụ kinh tài bất lương. Chuyện này được giáo sư Trần Trung Ngọc trình bày đầy đủ trong bài viết có tựa đề là "Đâu là sự thật hay những bộ mặt khác của Thánh Cha John Paul và Thánh Mẹ Teresa". Bài viết này dài tới 21 trang, giấy khổ 8x11, phông chữ Tahoma, khổ 11. Quý vị có thể đọc bài viết này ở trên sách hiếm. Có lẽ trên các chương trình TV, người ta thường nghe những lời quảng cáo của các tòa hội từ thiện, quảng cáo của hội bác ái Francisco giúp trẻ mồ côi, khuyết tật, hoặc hội bạn những người cùi, đâu ai biết họ chi thu ra sao. Tội danh số 20, rửa tiền và trốn thuế. Tội ác này được tác giả
Nathan Watt ghi nhận trong bài viết Rửa tiền và trốn thuế, và được trang Nhà sách hiếm.net phổ biến với tựa đề 10 điều bí mật mà giáo hội La Mã. Hy vọng bạn đã quên dịch từ 10 Ngân hàng Vatican nổi tiếng nghèo nếu không tham nhũng trong việc quản lý tài chính. Các cộng đồng giáo đoàn trong giáo hội La Mã ở khắp nơi trên thế giới có thể nghĩ rằng đồng tiền mà họ tuôn vào trong cái rổ thâu tiền trong các giờ lễ ở trong các nhà thờ sẽ được dùng vào các việc từ thiện hay là cho đời sống của các tu sĩ. Thế nhưng sự thật là những đồng tiền đó lại được sử dụng trong những hoạt động thiếu đạo đức. Năm 2013, các ông giám đốc, phó giám đốc và cả nhân viên kế toán lão thành của Ngân hàng Vatican bị tố cáo về tội dùng chức vụ để tham gia một kế hoạch rửa tiền phi pháp. Việc làm phi pháp này đã khiến cho Ngân hàng Vatican bị điều tra trong nhiều năm về tội rửa tiền. Cảnh sát Ý Đại Lợi tuyên bố rằng nhà Ngân hàng Vatican đã và đang điều hành như một công ty tín dụng có chứa chấp những khoản tiền bí mật của các chính trị gia tham nhũng, của các công ty phi pháp và của mafia. Đồng thời, nhà ngân hàng này cũng dùng tiền bạc để hối lộ các đảng phái chính trị. Ngân hàng Vatican có liên hệ rất khăng khít với mafia, đến độ sau khi giáo hoàng Francis tìm cách làm giảm nhẹ tội ác tham nhũng trong nhà ngân hàng này trong mấy tháng trước, thì các công tố viên Ý Đại Lợi tin rằng ông giáo hoàng tự đặt mình vào tình trạng nguy hiểm và có thể bị mafia ám sát. Mối liên hệ giữa Vatican và mafia thân tình đến độ giáo triều Vatican đã bằng lòng nhận 1 tỷ tiền Ý để mai táng một tên đầu nậu tội ác của nước Ý ở trong một giáo đường kế bên mộ của các cựu giáo hoàng. Tội danh số 21: khống chế các cơ quan truyền thông tiếng Việt tại hải ngoại. Mục đích của Vatican là phổ biến những gì có lợi cho giáo hội La Mã. Các chính quyền miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1975, ai dám nói lên những sự thật về những việc làm bất lương, bất chính, đại gian đại ác trên đây của giáo hội thì bị chụp mũ, nói là nói xấu giáo hội, là chống đạo, là kẻ phá đạo Kitô. Qua bộ máy tuyên truyền với các linh mục quản nhiệm các xóm đạo đầy quyền lực như các lãnh chúa tại các địa phương, cùng với hàng hàng lớp lớp văn sử thi nhạc nô bản địa, giáo hội Vatican đã tìm đủ mọi thủ đoạn để ngăn chặn không cho phổ biến những sách báo và tài liệu nói đến những sự thật lịch sử có liên hệ đến những việc làm bất chính và bất lương của giáo hội La Mã trong gần 2.000 năm qua. Tội danh số 22: phỉnh định con chiên của giáo hội là dân chúa và khinh miệt các tôn giáo khác và những người thuộc các tín ngưỡng khác là dân man di, dân mọi rợ, dân vô đạo, dân giả mang. Hành động sắc sược, ngược ngạo, vô giáo dục này đã khiến cho bọn con chiên trở thành hạng người hết sức bị hậm hĩnh, cao ngạo, kiêu kỳ, cọc cằn, hung bạo, sóng sượng, lấn lướt, vơ vào, bốc hốt, lố bịch, trịch thượng đối với những người khác tôn giáo. Khôi hài nhất là trong tập thể con chiên người Việt, người nào có khả năng viết lách dù là dốt nát về lịch sử và rất yếu kém về kiến thức tổng quát và không biết gì về tình tự dân tộc, nhưng lại luôn luôn nhào vào lĩnh vực lịch sử và chính trị, lên mặt dạy đời, thầy đời, làm ra vẻ họ là những người thông kim bát cổ, văn tức là người. Đọc những bài viết hay tác phẩm của họ, độc giả sẽ thấy rõ cái đặc tính tồi tệ thiếu văn hóa như vậy của họ. Bằng chứng bất khả phủ bác cho sự kiện này được thể hiện qua các bài viết tác phẩm của các ông trí thức khoa bản mà tôi đã nêu đích danh trong bài viết những bài phản biện không thể phủ bác. 15 tháng 10 năm 2016 và những bài nói chuyện hay bài viết của ông luật sư con chiên Hoàng Duy Hùng mà chúng tôi đã trình bày khá đầy đủ trong chương 24 sách chính sách ngu dân của giáo triều Vatican ảnh hưởng mạnh đến tập thể con chiên người Việt dù họ là những nhà trí thức khoa bản, tập 2 ở sau. Tội danh số 23: biến tập thể con chiên miền Nam Việt Nam thành một thứ kiêu dân, sắc sược, ngược ngạo.
tác oai, tác quái ở khắp mọi nơi trên toàn lãnh thổ Việt Nam, từ vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mau. Sự kiện này được ông Trần Lâm ghi lại trong bài viết có nhan đề là Kiêu dân Công giáo thời Ngô Đình Diệm. Bài viết này có thể đọc ở trên sách hiếm. Đó là hết chương số 15. Hôm nay đọc 3 chương đi. Xin em cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn clip sau là phần số 10 trên clip nha.